bạn nha. Hôm nay thì mình đến với xã Mỹ Quý Tây đó, mình đi theo chân của anh cơ sở dàn đắp bờ Tấn số 9 các bạn. Hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm cái dàn đắp bờ của anh Tấn ở trên đồng luôn các bạn đó. Mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn và mọi người cùng xem, có ai có nhu cầu đóng những cái dàn đắp bờ như thế này thì liên lạc với bên mình các bạn. Này khách hàng này người ta đặt là để sử dụng cái dàn đắp bờ này cho là con máy cài ICT nhưng mà mang bánh lồng các bạn. Đó, đặt làm cái dàn này mang bánh lồng, ai muốn xài mang bánh lồng thì mình đặt cái kiểu mang bánh lồng, còn bánh bơi thì làm cái kiểu bánh bơi. Này, cơ sở của mình thì ở An Giang các bạn. Cơ sở của mình ở An Giang, mình giao khách hàng là ở Long An. Đang giao khách hàng ở Long An, đang gáp trải nghiệm trên đồng. Mấy người ta dục xuống nhẹ, sâu nó xuống nhẹ hơn cái bên đây cho bên đó mệt không. Đây có xài cài hả? Có chứ. Cái này nó hụt với cái bánh lồng đằng trước cỡ 2-3 tấc xài được không anh Tấn? Này nó quay xài quá. Cái đó nó tăng đưa qua nữa phải không? Xài qua được 3 tấc. À, 3 tấc nó được rồi. Bởi vì nó sao mà có đặt trước mà sao mà nó hộp hơn mà sao mà bởi vậy nó còn tăng đưa cái đó mà. Quay xe này qua. Tăng đưa cái đó qua. Cái đó là tăng đưa qua lại, còn cái này tăng đưa tới lui anh Tấn. Tăng đưa lên xuống hả? Lên xuống bờ cao thấp. Cái này là tăng đưa lên xuống bờ cao thấp đấy ha. Còn cái đó tăng đưa qua lại. Tháo ống lăng này ra. Cặp bờ kinh này cao này tháo ống lăng ra. Các bạn, cái tăng đưa là cái bên này nè các bạn. Cái tăng đưa này là tăng đưa qua bên bên cái bánh bên kia là cỡ 3 tấc. Còn cái tăng đưa này, cái tăng đưa là tăng đưa lên xuống này. Là tăng đưa lên xuống là đắp cao thấp là được cỡ lắp chiều cao là được cỡ 4 tấc các bạn. Còn tăng đưa qua lại là được 3 tấc. Đây, lắp làm cái dàn đắp bờ này để lắp cho cái kinh nhắc lại là để lắp cái bánh lồng các bạn. Cái dàn này thì 200 nặng, sức nặng của nó là 250 kg các bạn, 250 kg. Lấy cái đầu của bạn nhẹ hơn cái dàn cài của mình. Đây con đang đặt cho con máy cài ICT 3.500. ICT 3.500 các bạn. Đặt cho con máy cài ICT 3.500. Đi qua đường đắp bờ. Mình xin nhắc lại là cái dàn này là ở cơ sở là ở An Giang các bạn. Mình đang giao về Đức Huệ ở Long An. Đức Huệ Long An. Chiều cao thì xin nhắc lại là chiều cao là đắp được cỡ 4 tấc. Tăng đưa qua lại, tăng đưa lên xuống. Cái dàn này đắp là làm theo đầu các bạn. Có những có cái này là cái bằng sắt đó là tới 15 triệu. Rồi cái này thì bằng inox cho đó nó mất tiền hơn.
chối hả, mà thôi chối chạy thôi nặng máy đó nghe. Xuống cả một vòng rồi chút thôi nè, đi. Bên lên bên xuống nè. Có 80 gần các bạn. 6 cái gần này nè. 6 cái gần nhưng mà mình giao cho 8 cái để mình thi cua 2 cái này nè. Này có 6 cái gần các bạn nhưng mà toàn bộ nó ảnh giao thêm là 2 cái nữa để sử dụng. Xiết mấy cái gần rồi các bạn. Trong đây thì tháo cái mấy con ốc này ra để thu xiết cái này cho nó cặn lại để di chuyển cho nó dễ các bạn. Mấy cái đây hiện tại gì khi nào mà lên đây đó là tháo cái này ra để cho nó cục. Tháo ra nó cục được 4 tấc. Cái này nó ra thì tháo được. Nó rồi anh khi nào anh lên đây anh tháo cái này ra. Chạy về cho nó gần hơn, được 4 tấc, cục hơn. Gần thì khỏi tháo bờ đê, đắp bờ đê, bờ kinh, bờ lộ rồi đó là tháo ra cho nó cục lại. Coi như là đắp lên trên bờ kinh này, bờ mà bờ đường như nè tụt xuống mình quăng. Có cái này. Này. Này là để dành tăng đưa cho cái bờ bự nhỏ các bạn. Muốn bự thì mình kéo ra mày bè này, muốn nhỏ thì mình thục vô trong. Đây rất cao luôn rồi. Phải cao lên vậy mới được. Đây là những dở rồi. Bỏ phá lên thì đừng lún lầy nó em ơi. Quá bao rồi. Đây vậy là cái này là cái đắp bờ đầu tiên ở đây hết ta. Ở đây đối với đây cũng còn hơi lạ, phải như ở dưới quê An Giang rất là nhiều máy đắp bờ như thế này. Đây người ta xài cái máy đắp bờ lần đầu tiên. Chăm cho nó tăng đưa cho nó nhẹ.
xuống. Chế này một lạng á, trơn trơn. Xe du lịch, xe du lịch. Bờ này không mấy gì đẹp. Bờ này không có nước, không mấy gì đẹp. Bờ này có nước không mấy gì đẹp. Lòng vừa mấy bờ vậy đó. Lòng chạy kênh với mấy bờ á. Vừa mấy bờ á, cái lòng chạy vô vừa mấy bờ mà vừa mấy bờ á. Lòng chạy vừa mấy bờ. Cho vừa đụng mấy bờ cũ á. Nó đất mà có thịt là đất rất là đẹp luôn các bạn. Lá lớn là hiện tại nó có đường đất dư dưới chân, chân con lá nó sắn dưới đất.